Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở trên chuyến phà từ Auckland ra đảo Waiheke. Đây là lần thứ hai mình đến đảo này rồi, nhưng lần đầu tiên thì cách đây khá lâu, từ năm 2012-2013 mình không nhớ rõ nữa. Lúc đấy thì thời tiết cũng rất là đẹp và hôm nay cũng là một ngày trời nắng đẹp. Mặc dù là đầu mùa đông nhưng mà thời tiết không quá lạnh lắm, khoảng tầm 13-14 độ C. Hôm nay là một ngày nắng nữa cho nên thời tiết rất là ấm áp, một ngày rất là tuyệt vời, hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh đẹp. Cái gu của mình ý, thì chủ yếu là để ngắm cảnh thôi, cho nên là thực ra là ở Waiheke nổi tiếng về thưởng thức rượu. Nhưng mà mình thì không uống rượu và cũng không rõ như thế nào là loại rượu ngon, cho nên là không có thể chia sẻ được với các bạn về các loại rượu ngon ở đây. Hy vọng có thể đem lại tới các bạn những hình ảnh đẹp về Waiheke nhé. Phà bắt đầu chạy rồi các bạn ạ. Thông thường thì mất khoảng tầm 40 đến 50 phút sẽ sang đến đảo Waiheke. Hôm nay là một ngày trời nắng mà và không có gió nữa, gió nhẹ cho nên là thời tiết rất là đẹp. Đằng sau mình có nhiều thuyền ở phía đằng sau nữa, tuyệt vời luôn, một trải nghiệm rất là thú vị. Xin chào các bạn, cuối cùng mình đã đến Waiheke Island rồi và đây là Enclosure Bay, cách bến phà vừa nãy khoảng tầm 3,5 km và các bạn lái xe khoảng tầm vài phút thôi. Đây là một địa điểm rất là đẹp, mình chỉ có khoảng tầm 3 tiếng bao gồm cả thời gian ăn trưa mình còn chưa ăn và quay lại bến phà vừa nãy. Mình hy vọng sẽ có đủ thời gian để chia sẻ tới các bạn các hình ảnh đẹp ở Waiheke Island này. Bây giờ mình sẽ dùng flycam để quay ở phía trên cho các bạn cùng xem nhé. Đây là Onerowa Beach, một bãi biển khá nổi tiếng ở Waiheke. Hôm nay là một ngày thời tiết vô cùng đẹp các bạn ạ. Thời tiết trời nắng ấm, mặc dù là đầu đông rồi đấy nhưng mà trời rất là ấm. Bình thường nếu như mà 13-14 độ mà vào một ngày mà trời mưa và gió ấy, thì sẽ rất là lạnh. Nhưng mà hôm nay thì chỉ cần mặc một cái áo len mỏng thôi là được rồi. Mình sẽ đi tiếp ra cái phía đá này để quay nhá. Vừa xong mình đã đưa các bạn đến hai bãi biển rồi, hai bãi biển nổi tiếng của Waiheke. Còn bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến vườn nho vào mùa đông. Mình ghé ở đây một chút để các bạn hình dung vườn nho ở Waiheke nhá. Nhưng mà mùa đông rồi không còn cái gì cả, chỉ còn một đống cừu đang ăn cỏ ở đây thôi. Đến Waiheke để xem cừu các bạn ạ, xem cừu ăn cỏ.
Các bạn sang Waikiki 2 lần ý, thì nhớ lấy cái quyển hướng dẫn này nhá. Thì trong này họ sẽ có rất là nhiều thông tin. Ví dụ như là các bạn thích activity thì có thể xem ở trong này này. Thì rất là nhiều đạp xe hay là kayak này, hay là các cái trò chơi ở dưới nước. Ở đây có nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì là mình thì mình chỉ thích ngắm cảnh thôi. Mấy cả thứ hai nữa là mình có chơi cái này thì không ai quay cả. Nên mình chỉ quay cảnh là chính thôi. Sang đây thì các bạn nhớ là thưởng thức rượu nhá. Bởi vì rượu Waikiki rất là nhiều, nhiều cái vườn nho ấy. Các bạn có thể đến đây để thưởng thức. Mình thì mình không biết uống rượu, cho nên là đã bỏ lỡ mất các cái cơ hội để thưởng thức rượu ngon ở đây. Trong này thì nhiều thông tin lắm, có các khu mua sắm, nhưng mà mình nghĩ là khu mua sắm thì mình mua ở Auckland là đủ rồi. Đây là bản đồ cái phần khu vực chính, nó còn một mảng nữa cơ. Thì cái khu vực chính này thì có một phần là chủ yếu là bãi biển, còn phần là rừng rậm. Còn đi biển lúc mà mình đến phà ấy, thì nó sẽ đến cái địa chỉ này này, địa điểm Kennedy Point. Thì đến đây rồi các bạn sẽ đi 3 tiếng đồng hồ của mình thì mình mới đi có được vài điểm thôi các bạn ạ. Nếu mà bạn nào có thời gian thì cố gắng đi một ngày, ít nhất là một ngày. Không thì không thể đi hết được cái đảo này đâu. Ít nhất đấy, chứ còn 3 tiếng thì chưa đi được cái gì cả.